đây là buổi gây quỹ để quyên góp một cái tài chính để cho chung tay cùng với tất cả mọi người. Còn việc lan tỏa thì mình nghĩ ở đấy là nhiệm vụ của truyền thông. Mình hy vọng buổi giáo hôm nay đó chính là mình quyên góp được một cái số tiền để cho quỹ và muốn phát triển bền vững. Thực ra thì trước đây là đi trồng rất là nhiều, cũng không phải chưa có xin tài trợ gì cả. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mong muốn là có sự chung tay của tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội cùng nhau bằng cái việc này để chung tay và lan tỏa tới cái thông điệp bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu tới tất cả trong cộng đồng trong nước, và từ đó để hy vọng rằng ngày nào đó thì cái phong trào đó lan tỏa trên quốc tế và xuất phát từ Việt Nam. Thế mình thấy cái dự định của Local Art trước là để tạo dựng cho những họa sĩ Việt Nam mình có một cái sân chơi chung, và mà cái ý định của họ là mang những sản phẩm của họa sĩ Việt Nam mình để ra đến nước ngoài. Cái ý tưởng này mình thấy rất là hay. Mình thấy rất có nhiều triển vọng, có nhiều tương lai. Tại vì mình biết được con người Việt Nam mình, ngoài ra cái siêng năng, họ còn rất là, về nghệ thuật họ rất giỏi. Thôi với nước ngoài thì Việt Nam mình nói về mà nghệ thuật, nói về cái giỏi của cái nghệ thuật thì không thua kém như ở bên nước ngoài. Cho nên cái mà mình thấy là Local Art sẽ có một tương lai rất lớn. Họ mua và họ đóng góp những cái tình cảm của họ là chính, để mà phục vụ cho cái việc là phủ xanh cái vụ cháy rừng vừa rồi ở các tỉnh chung. Mục đích như vậy. Và mục đích thứ hai là ở về sau này thì cái Local Art họ cũng mong muốn là gần với các nghệ sĩ ở Việt Nam, để mà có nhiều cái chiều hướng mang tranh và đưa những con người nghệ sĩ ở Việt Nam ra nước ngoài. Thực chất để mà nói là cái Local Art nó có thể mang ngoại tệ được hay không, thì nếu mà nói một cách chính xác là gì? Khi chúng ta làm có khuynh hướng quốc tế, chắn không cần biết là ít hay nhiều nhưng sẽ mang ngoại tệ về cho đất nước. Đấy là điều rất quý. Lời bác Hồ kính yêu đã căn dặn là vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trong năm thì phải trồng người. Việc trồng cây, chăm sóc, bảo vệ rừng nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân ta. Mỗi người đều có trách nhiệm trồng cây, cây rừng để đất trời Việt Nam chúng ta ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và có sức khỏe bền vững hơn hôm nay và mai sau. Thưa quý vị,